Cô Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn nhé. Chúng mình đã gặp nhau thân quen rồi phải không nào? Tối nào cũng vậy, cứ 9 giờ tối là cô Ngọc Anh lại có hẹn với tất cả các bạn nhỏ đáng yêu của chương trình để chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện rất thú vị với nhiều điều bất ngờ hấp dẫn. Ngày hôm qua thì cô Ngọc Anh đã kể cho các bạn nghe câu chuyện về sự tích đám cưới kỳ lạ rồi đúng không nào? Rất nhiều điều thú vị. Và ngày hôm nay thì lại còn có những điều thú vị khác nữa các bạn nhé. Chúng ta đã được nghe câu chuyện về sự tích của những con vật, những đồ vật rồi đúng không nào? Và trong kho tàng chuyện kể của Việt Nam thì còn vô vàn những câu chuyện hết sức là hấp dẫn khác nữa. Và trong đó thì không thể mà không kể đến câu chuyện về các trạng của Việt Nam. Các bạn có biết trạng là gì không? Vâng, đó chính là trạng nguyên đó các bạn ạ. Là những người rất giỏi. Và ngày hôm nay thì cô Ngọc Anh sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một vị trạng nhé. Cô Ngọc Anh có cả một bộ sưu tập các chuyện kể về trạng của Việt Nam mình đó các bạn ạ. Và cô Ngọc Anh sẽ kể dần dần. Vị trạng đầu tiên mà cô Ngọc Anh kể chuyện cho các bạn nghe đó là trạng nguyên Quan Quang, người mà lấy sân để làm giấy và lấy gạch để làm bút. Bây giờ cô Ngọc Anh sẽ kể nhé. Nguyễn Quan Quang, có tài liệu ghi là Nguyễn Quán Quang hay là Trần Quán Quang, là một danh thần ở thời nhà Trần. Ông được biết nhiều với giai thoại Đỗ Tam Nguyên và là sứ giả của Đại Việt đối đáp với tướng Mông Cổ. Theo văn bia số 1 tại Văn Miếu Bắc Ninh thì ông là người Đỗ Trạng Nguyên khoa thi Bính Ngọ năm 1246, tức là năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 15, đời vua Trần Thái Tông. Bây giờ thì cô Ngọc Anh và các bạn sẽ cùng đến với những câu chuyện thú vị về Trạng Nguyên Quan Quang này nhé. Nguyễn Quan Quang là người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc, nay là huyện Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thuở nhỏ thì nhà Quan Quang rất nghèo, không có gạo, tiền ăn học. Quan Quang phải đứng ngấp nghé ở ngoài sân, dùng gạch để làm giấy và lấy gạch non để làm mực. Đứng thập thò ở ngoài sân, Quan Quang nhìn vào lớp học, thấy các bạn trong lớp viết chữ gì, học chữ gì, thì ở ngoài sân em cũng viết chữ đó và học chữ đó. Viết xong thì Quang lại tô đi tô lại cho thật thuộc mặt chữ. Lúc thầy giảng thì Quang chăm chú nghe. Thế là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, mảnh sân gạch đã đầy chữ rồi. Giờ ra chơi, học trò kẻ đi, người lại trên sân nhộn nhịp, nhưng không ai để ý đến những dòng chữ ấy. Họa chăng thì có người để ý, lại cho rằng đó là trò vẽ vời của lũ trẻ nhỏ học đòi theo các anh học trò mà thôi. Đến một hôm thì tan giờ học, học trò đã về hết rồi, chỉ còn lại hai anh em là Sơn và Hà học giỏi nhất lớp. Thầy đồ bảo ở lại để nghe thầy giảng một bài phú khó mà hay. Giảng xong thì thầy ra sân dạo. Bất ngờ, ánh mắt của thầy chạm phải chữ viết trên sân. Đẹp, đẹp quá, học trò của thầy không ai viết đẹp bằng. Thầy trầm trồ thốt lên. Chữ viết đẹp quá, thật như là phượng múa rồng bay. Sơn và Hà đứng ở gần đấy, cùng nghe thấy tiếng thầy. Sơn vội hỏi, dạ thưa thầy, thầy thấy con chim gì bay ạ? Chả là Sơn nghe thấy thầy nói phượng múa rồng bay, lại tưởng là thầy thấy chim. Chim chóc gì? Này, em lại đây xem. Thầy vừa nói vừa chỉ tay xuống sân. Chữ ai viết đây mà đẹp thế? Đây là một kẻ có hoa tay, không chừng là một nhân tài đây. Dạ thưa thầy, chữ ai viết quả là đẹp. Xem thật kỹ hàng chữ giữa sân thì Hà phụ họa thêm. Thầy muốn xem ai là kẻ đứng ngoài sân để viết chữ này. Giờ thầy bảo hai con thế này nhé. Nhờ hai con giúp thầy, ngày mai đến đây núp vào một chỗ kín, rình xem ai viết rồi báo lại cho thầy. Hôm sau thì Sơn và Hà đứng rình thật. Thấy Quang thập thò ngoài sân, mắt chăm chú nhìn về phía các học trò nhỏ đang học cuốn Tam Tự Kinh, tai lắng nghe, tay cầm hòn gạch non để viết ra sân. Hai cậu này mừng lắm, báo ngay cho thầy đồ. Dạ thưa thầy, người viết ngoài sân là bạn Quang ạ. Nhà bạn ấy ở ngay trong xóm này, nghèo lắm thầy ạ, không có tiền theo học nên phải học thế đó. Sơn chép miệng nói thêm vào,
tội nghiệp. Thế mà chữ còn đẹp hơn khối người được ăn học đàng hoàng. Thầy Đồ trầm ngâm một lát, rồi bảo Sơn và Hà. Giờ hai con Bảo Quang vào đây gặp thầy. Hai cậu bé vâng lời thầy, rảo bước ra sân. Nhưng Quang vừa nhát thấy bóng người bước ra, đã chạy vọt ra cổng. Sơn và Hà phải chạy theo. Gần đến nhà Quang, hai cậu mới đuổi kịp. Sơn lên tiếng: Sao em lại bỏ chạy? Sợ gì mà em phải chạy thục mạng thế? Bọn anh là học trò, có phải mấy bác Tuần Phu hay ông Hương hay ông Lý đâu mà em phải sợ? Em sợ thầy Đồ không cho em viết, làm bẩn sân. Em sợ thầy bắt em vào đánh đau lắm. Quang vừa nói vừa run run. Chữ em viết trên sân đẹp lắm, thầy Đồ cũng phải khen. Thầy bảo đẹp như phượng múa rồng bay. Thầy bảo hai anh gọi em vào gặp thầy đấy. Không, em sợ lắm. Thầy đánh em chết, em không dám gặp thầy đâu. Hai anh thưa với thầy Đồ, từ giờ em không dám làm bẩn sân nữa. Em sẽ đi lấy lá chuối, viết lên lá chuối cũng được. Thầy Đồ không đánh đâu, thầy khen em lắm. Hà nói thêm, thầy chính là người phát hiện ra nét chữ giữa sân, khen chữ đẹp, rồi thầy bảo gọi em vào. Em cứ vào gặp thầy, biết đâu thầy Đồ cho em vào học mà không lấy tiền đấy. Quang buồn rầu, đi học em lấy đâu tiền mua bút mực, lại còn sách vở và tiền dầu đen nữa chứ. Không lo, các anh sẽ giúp em. Hà nói tiếp, em quay lại gặp thầy đi. Nếu em không quay lại gặp thầy, thầy sẽ mắng hai anh đấy. Quang thấy hai anh Sơn Hà nói năng dịu dàng, khéo léo, lại cũng sợ thầy Đồ mắng hai anh, đành theo hai anh quay lại gặp thầy Đồ. Vừa trông thấy thầy, thầy chưa kịp hỏi, Quang đã chào thầy. Con xin nhận lỗi, xin thầy đừng đánh con sẽ gánh nước, rửa sân cho sạch. Con đừng sợ, thầy Đồ trấn an Quang ngay. Thầy không đánh con đâu, con không có lỗi gì hết. Thầy phải khen con mới phải, con viết chữ đẹp lắm. Nói rồi thầy bảo Sơn, Hà lấy một tờ giấy trắng, một chiếc bút lông và một đĩa mực đã mài sẵn đưa cho Quang. Con ngồi vào đây viết thử cho thầy xem nào. Dạ thưa thầy. Quang vừa thưa vừa nhìn chăm chăm vào đĩa mực, chiếc bút lông, tờ giấy trắng, cứ như người đi buôn nhìn tờ bạc vừa mới phát hành, bởi chưa bao giờ cậu được sờ đến mấy thứ đó. Thưa thầy, con không biết cầm bút ạ. Được, thầy sẽ dạy con cách cầm bút. Thầy ân cần cầm tay Quang, đưa từng nét chữ, miệng giảng giải. Con cứ cầm cho quen bút lông, khi nào thấy quen như ta quen cầm đôi đũa và cơm, lúc đó mới hết run. Có hết run thì mới viết được. Trong thời gian chỉ khoảng nhai dập miếng trầu là Quang đã hết run tay rồi, bắt đầu cầm chắc cây bút lông. Các học trò của thầy ai nấy đều nể phục. Bình thường các cậu phải tập hàng tuần, có khi phải hàng tháng, chưa chắc đã được như thế. Ban đầu thầy bảo Quang viết chữ thiên. Chữ thiên có hai nét ngang và hai nét phết. Nét ngang trên thì ngắn hơn nét ngang dưới. Nét phết trái nhỏ hơn nét phết phải. Thật là đúng quy cách. Đến lúc thầy bảo viết chữ tích, chữ này có những 15 nét. Bọn học trò, kể cả thầy nữa, đều nghĩ rằng Quang không thể viết nổi. Họa chăng có viết được thì cũng thừa, hoặc thiếu nét nọ, hoặc bỏ nét kia. Nhưng Quang viết xong ngay, không hề ngập ngừng, suy nghĩ gì lâu la. Những nét ngang bằng sổ thẳng, những nét đá phết trông uyển chuyển, nhuần nhuyễn, đẹp đẽ, đầy đủ 15 nét, không hề thiếu một nét nào. Thầy chưa kịp bảo viết tiếp thì Quang đã viết thêm hai chữ thông minh nữa. Thầy gật gù rồi nói, thôi được rồi, con không cần viết thêm nữa, con giỏi lắm. Giờ con có muốn đến lớp học như các trò ở đây không? Nghe thầy hỏi, cậu bé rơm rớm nước mắt, cúi đầu thưa. Dạ thưa thầy, con không có tiền mua bút mua giấy, lại còn mực, dầu đèn nữa. Con xin thầy cho con đứng ngoài sân,
học được chữ nào hay chữ ấy. Con chỉ học cho biết chữ để đọc sách có những điều hay lẽ phải. Con cứ đến lớp học đi, thầy sẽ không lấy tiền học của con mà còn cho con giấy, bút và mực nữa, có được không? Thầy Đồ vừa dứt lời, vài học trò nhao lên. Dạ thưa thầy, thầy cứ nhận Quang vào học đi, chúng con sẽ cho Quang bút và giấy ạ. Các con lấy tiền đâu ra mà mua giấy, mua bút, mua mực cho Quang? Thầy Đồ hiền từ hỏi. Thưa thầy, con sẽ xin cha mẹ, mẹ của con cũng hay thương người nghèo lắm. Dạ thưa thầy, nếu nhà Quang không có giàu để học thì tối tối Quang sang nhà con cùng học. Cậu bé Ngô Văn Đô ở gần nhà Quang nói xen vào. Rồi từ đó, Nguyễn Quan Quang được cấp sách tới trường như bao bạn khác. Giấy, bút, mực thì đã có thầy, có bạn cho. Còn dầu đen thì khỏi lo, Quang cứ sang nhà Đô mà học. Mới đi học ít lâu, Quan Quang đã nổi tiếng thông minh. Làng trên xóm dưới đều nức tiếng khen cậu bé thần đồng. Quyển Tam Tự Kinh, Quang đã học xong từ ngày còn đứng ngoài sân gạch. Quang học 5 ngày thì đã hết quyển Minh Đạo Gia Huấn, học 10 ngày thì hết quyển Ấu Học Giáo Khoa Thư, sau 2 tháng thì hết quyển Luận Ngữ. Quyển Luận Ngữ này bình thường các bạn của cậu thì phải học hàng năm mới hết. Tiếp đó thì Quang học đến Mạnh Tử, Trung Dung, Đại Học, Kinh Thi, Kinh Xuân Thu, vân vân. Học 1, biết 10. Chẳng bao lâu thì Quang đã thuộc lầu kinh truyện. Quang còn giúp cho bạn Đô từ học bình thường trở nên học giỏi. Gặp Khoa Thi Hương, Quang đã ứng thi và đậu giải nguyên. Đến thi hội lại đậu hội nguyên. Khi vua Trần Thái Tông mở khoa thi vào năm Bính Ngọ 1246, Quan Quang dự thi đỗ trạng nguyên. Bạn học Ngô Văn Đô cũng thi đỗ cử nhân. Người đương thời cũng như người đời sau đều gọi ông là ông Tam Nguyên. Sau khi vinh quy bái tổ thì ông được vua Trần ban cho quốc tính, lấy họ Trần là họ của mình. Vì vậy lúc bấy giờ ở trong triều mới gọi ông là Trần Quan Quang. Bấy giờ quân xâm lược Mông Cổ tiến đến biên giới đông như kiến cỏ, lăm le đợi ngày xâm chiếm nước ta. Vua Gia Chiếu cử Trần Quan Quang sang thương nghị với giặc. Tên tướng giặc nổi tiếng là kiêu hùng và thâm thúy, cho rằng Quan Quang đến là để mang ba tấc lưỡi thuyết khách. Hắn bèn nghĩ ra cách dùng uy để chế áp ông. Nhân đi qua ao bèo, hắn vớt lấy một cây bèo lên, nắm gọn trong lòng bàn tay rồi bóp chặt. Lát sau, hắn mở ra chìa cho Quan Quang xem. Cây bèo đã nát vụn, thế rồi hắn cười sằng sặc, ra điều đắc ý lắm. Quan Quang hiểu rằng tướng giặc tỏ ý coi nước Việt như cánh bèo non yếu, chỉ cần khẽ đánh là đã tan. Nghĩ vậy, ông liền nhặt một hòn đá rất to, rồi ném xuống giữa ao. Bèo giạt ra một khoảng trống, nhưng chỉ giây lát sau, những cánh mèo lại tụ lại kín mặt ao. Tướng giặc tái mặt, hiểu thâm ý của Quan Quang, nghĩa là người Việt bao giờ cũng đoàn kết toàn dân để bảo vệ giang sơn, không một sức mạnh nào có thể khuất phục được. Chính vì thế, hắn phải hoãn binh, không dám tiến quân sang xâm lược nước ta ngay. Trần Quan Quang làm quan đến chức thượng thư. Sống ở Kinh Kỳ một thời gian, ông cáo quan từ chức, trở về quê nhà mở lớp dạy học, sống thanh đạm, lấy dạy học làm vui. Người quê ông cho rằng Trạng Nguyên Nguyễn Quan Quang là người khai sáng cho nền Hán học quê hương, mở đường cho thế hệ con em quê nhà theo nếp hiếu học. Sau khi Nguyễn Quan Quang qua đời, để tưởng nhớ tới ông, dân làng dựng lên ngay ở chỗ ông ngồi dạy học một ngôi chùa gọi là chùa Linh Khánh, lại lập trên núi Phường một ngôi đền được gọi là đền Phường để thờ ông và tôn ông là thành hoàng của làng Tam Sơn. Câu chuyện của cô Ngọc Oanh kể ngày hôm nay được trích trong cuốn Các Trạng Việt Nam của nhà xuất bản Hồng Đức, và câu chuyện này thì được Thanh Hải tuyển chọn lại và kể theo kể chuyện về tấm gương hiếu học. Các bạn có thấy thích câu chuyện về Trạng Nguyên Quan Quang vừa rồi hay không?
Các bạn nhỏ của cô có oanh thấy không? Trạng Nguyên Quan Quang hồi bé thì nhà nghèo lắm, chẳng có tiền để mua giấy, mua bút, mua mực mà học nữa cơ. Chỉ có dùng gạch non để viết ở trên sân gạch thôi. Thế mà rồi, bằng cái sự kiên trì, chịu khó và được sự giúp đỡ của thầy này, rồi của các bạn nữa, đã kiên trì học hỏi và cuối cùng thì đã đỗ đến Trạng Nguyên đấy các bạn ạ. Cô Ngọc Anh hy vọng rằng các bạn cũng sẽ chịu khó học tập như thế nhé, để cho bố mẹ mình vui, ông bà mình vui, và ở trường cũng vậy, các thầy cô giáo thì cũng rất vui, và bạn bè thì lại còn vô cùng quý mình nữa đấy. Cô Ngọc Anh muốn nói chuyện với các bạn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì cũng muộn mất rồi. Câu chuyện ngày hôm nay thì cũng hơi dài nữa phải không? Bây giờ thì cô Ngọc Anh sẽ để dành thời gian cho các bạn đi vào giấc ngủ nhé. Sẽ mơ những giấc mơ thật đẹp và ngày mai mình sẽ có những ngày thật vui các bạn nhé. Đến đây thì cô Ngọc Anh xin được chào tất cả các bạn nhỏ đáng yêu của chương trình. Xin chào và chúc các bạn ngủ thật ngon, mơ những giấc mơ thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình đọc truyện tối ngày mai 9 giờ các bạn nhé.